Thông báo về việc hủy cấp phó bản trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã An Cơ huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh thông báo về việc hủy cấp phó bản trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Thanh Xuân và bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền, thường trú tại ấp Sa nghe xã An Cơ huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01973, thửa đất số 157 bản đồ 34, diện tích 560 m2, đất tọa lạc tại ấp An Lộc xã An Cơ huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, ủy ban nhân dân xã An Cơ huyện Châu Thành sẽ lập thủ tục trình cấp phó bản trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Thanh Xuân và bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền theo quy định của pháp luật.